Nhưng trong các bài toán phức tạp hơn thì chúng ta không chỉ thuần áp dụng quy tắc cộng hoặc chỉ áp dụng quy tắc nhân mà cần phải kết hợp cả hai quy tắc trên để giải quyết yêu cầu, đó chính là nội dung ta tìm hiểu trong phần số 3, các bài toán kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân. Ví dụ như trong câu hỏi đầu tiên, một người muốn mua vé tàu ngồi đi từ Hà Nội vào Vinh. Có 3 chuyến là SE5, SE7 và SE35. Mỗi tàu thì có hai loại vé ngồi khác nhau là ngồi cứng hoặc ngồi mềm. Vậy thì có bao nhiêu loại vé ngồi khác nhau để người đó lựa chọn? Thì ở đây chúng ta có 3 chuyến tàu và hai loại vé. Bài toán hỏi chấm 1 này có thể sử dụng quy tắc cộng hoặc quy tắc nhân để giải quyết. Thì thầy sẽ sử dụng cả hai cách để các bạn phân biệt được quy tắc cộng và quy tắc nhân. Cách thứ nhất sử dụng quy tắc cộng thì sơ đồ sẽ như sau. Với việc có 3 chuyến tàu thì sẽ có 3 phương án để người đó lựa chọn tàu, có thể là SE5, SE7 hoặc SE35. Với tàu SE5 thì người đó lại có 2 cách chọn vé là vé ngồi cứng hoặc vé ngồi mềm. Như vậy phương án này có 2 cách thực hiện. Tiếp theo là phương án SE7 cũng có 2 cách chọn là ngồi cứng hoặc ngồi mềm. SE35 cũng như vậy. 3 trường hợp, mỗi trường hợp có 2 cách thì theo quy tắc cộng, ta sẽ có 2 cộng 2 cộng 2 và có 6 cách để người đó lựa chọn vé. Còn với quy tắc nhân, thì sơ đồ hình cây biểu diễn sẽ như sau. Người đó sẽ trải qua hai bước để hoàn tất việc chọn vé của mình. Bước 1 là chọn chuyến, có thể là SE5, SE7 hoặc SE35. Nghĩa là có 3 cách để chọn tàu. Sau khi chọn tàu, thì đến bước chọn vé. Có hai loại vé là ngồi cứng hoặc ngồi mềm thì ở bước này sẽ có hai cách lựa chọn, hai cách thực hiện và sau hai bước ta hoàn thành quá trình chọn vé. Tới đây ta sử dụng quy tắc nhân, bước 1 có 3 cách, bước 2 có 2 cách thì công việc sẽ có 3 x 2 bằng 6 cách thực hiện. Vậy người đó có 6 cách để chọn vé ngồi cả hai trường hợp đều cho ta kết quả giống nhau và từ đó các bạn cũng phân biệt được quy tắc cộng và quy tắc nhân quy tắc cộng thì liên quan tới các trường hợp khác nhau mỗi trường hợp có bao nhiêu cách giải quyết thì tổng lại ta có cách giải quyết của cả công việc còn quy tắc nhân thì là các bước một công việc chia thành nhiều bước thì tích các cách thực hiện ở mỗi bước sẽ cho ta cách hoàn thành cả công việc từ chú ý đó các bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo hỏi chấm 2. Một thực đơn của một bữa tiệc gồm có một món khai vị, một món chính và một món tráng miệng. Nhà hàng đưa ra danh sách các món như sau. Khai vị thì có hai loại súp và ba loại salad. Món chính thì có ba loại thịt, bốn loại cá và hai loại tôm. Món tráng miệng thì có hai loại kem và năm loại bánh. Vậy thì nhà hàng có thể thiết kế được bao nhiêu thực đơn khác nhau? Ở đây mỗi loại súp salad, thịt hay là kem là đều khác nhau nhé. Để hoàn thành một thực đơn thì người ta cần phải trải qua 3 bước. Chọn món khai vị, rồi chọn món chính và chọn món tráng miệng. Vậy thì các bạn cần phải tìm ra ở mỗi bước có bao nhiêu cách thực hiện rồi sử dụng quy tắc nhân. Ta sẽ tìm được số cách thiết kế thực đơn khác nhau. Công đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chọn món khai vị. Có tới 2 loại súp và 3 loại salad, thì người đó chọn 1 món thôi, hoặc là súp, hoặc là salad. Để chọn món khai vị, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc cộng, lấy 2 cộng 3, ta được 5 cách chọn. Tương tự như vậy, với món chính, ta cũng áp dụng quy tắc cộng, 3 cộng 4 cộng 2, được 9 cách để chọn món chính. Và cuối cùng, là món tráng miệng thì ta có 2 cộng 5 bằng 7 cách chọn món tráng miệng. Ba cộng đoạn nên ta sẽ sử dụng quy tắc nhân. 5 x 9 x 7 bằng 315 chính là số thực đơn mà nhà hàng có thể thiết kế. Như vậy trong hỏi chấm 2 này, chúng ta áp dụng đồng thời cả quy tắc nhân và quy tắc cộng. Bài toán chia thành 3 công đoạn. Trong mỗi công đoạn ta sử dụng quy tắc cộng để tính. Và cuối cùng sử dụng quy tắc nhân để hoàn thành kết quả. Tương tự như thế, với câu hỏi hỏi chấm 3 các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời cho thầy. Mỗi mật khẩu của một trang web là một dãy từ 2 đến 3 ký tự. Trong đó ký tự đầu tiên là một trong 26 chữ cái in thường trong bảng chữ cái tiếng Anh nhé, tức là từ A đến Z. Mỗi ký tự còn lại là một chữ số từ 0 đến 9. Từ 0 đến 9 là phải chú ý có 10 chữ số chứ không phải là 9 chữ số đâu nhé. Câu hỏi là có thể tạo ra được tối đa bao nhiêu mật khẩu khác nhau? Như vậy, để hoàn thành một mật khẩu thì chúng ta phải lần lượt xác định được các ký tự. Nếu như có 3 ký tự, thì ký tự thứ nhất là chữ cái in thường từ A đến Z. Hai ký tự sau là các chữ số từ 0 đến 9. Nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp là chỉ có hai ký tự. Thứ nhất là chữ và thứ hai là số thôi. Vậy thì chúng ta cần phải chia ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là độ dài mật khẩu gồm có hai ký tự. Và trường hợp thứ hai, tất nhiên là độ dài mật khẩu là 3 ký tự rồi. Hai trường hợp, và lát nữa chúng ta sẽ phải sử dụng quy tắc cộng để có kết quả cuối cùng của họ chấm 3. Nhưng bây giờ trong mỗi trường hợp khi mà mật khẩu chỉ có 2 ký tự thì ta sẽ chọn ký tự đầu trước. Ký tự đầu sẽ có 26 cái chọn vì là một trong 26 chữ cái mà. Ký tự thứ hai thì sẽ có 10 cái chọn từ 0 đến 9 là có 10 số. Đây là hai bước để hoàn thành việc tạo ra mật khẩu có hai ký tự nên ta sẽ sử dụng quy tắc nhân. 26 x 10 được 260 cách chọn mật khẩu trong trường hợp 1. Rất chính xác với trường hợp 2 thì ta cần phải lựa chọn ký tự đầu vẫn là 26 cách. Ký tự thứ hai 10 cách và ký tự thứ ba cũng có 10 cách. Các bạn cũng sử dụng quy tắc nhân và ta có 26 x 10 x 10 bằng 2.600 cách chọn mật khẩu trong trường hợp 2. Sử dụng quy tắc cộng số mật khẩu tối đa có thể tạo được là 2.600 cộng 260, kết quả là 2.860 mật khẩu. Và ví dụ này cũng đã kết thúc cho nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các bạn sẽ nắm được cho thầy thế nào là quy tắc cộng và quy tắc nhân. Quy tắc cộng khi bài toán chúng ta chia thành các cách. Một công việc được hoàn thành có thể bởi cách 1 hoặc cách 2 hoặc cách 3 như trong bài thầy gọi là phương án 1, phương án 2, phương án 3 đó thì có N1 cách để thực hiện phương án 1 N2 cách thực hiện phương án 2 N3 cách thực hiện phương án 3 vân vân Vậy công việc của chúng ta sẽ có N1 cộng N2 cộng N3 cách hoàn thành Còn quy tắc nhân thì một công việc được hoàn thành theo các bước liên tiếp nhau Bước 1 có K1 cách thực hiện Bước 2 có K2 cách và bước 3 có K3 cách vân vân Thì cuối cùng, cả công việc sẽ có K1 nhân x K2 nhân K3 cách hoàn thành. Như vậy, để phân biệt quy tắc cộng quy tắc nhân, thì các bạn sẽ nhớ cho thầy hai từ hoặc và và. Quy tắc cộng gắn với chữ hoặc, công việc sẽ hoàn thành hoặc bởi cách 1, hoặc bởi cách 2, hoặc bởi cách 3. Còn quy tắc nhân thì là gắn với chữ và. Chúng ta sẽ phải có bước 1 và bước 2 và bước 3 thì mới hoàn thành được công việc bên cạnh đó các bạn cũng phải lưu ý cho thầy các bài toán mà có kết hợp cả quy tắc cộng và quy tắc nhân tới đây bài học của chúng ta đã kết thúc hãy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm vn nhé